Xin chào các bạn, chúng tôi đến với số thứ 2 chuyện những người muốn kể ở Tim Sương. Và xin giới thiệu các bạn, lần này chúng ta sẽ gặp mặt đến Diệp Huy, đạo diễn thứ 2, nhà quay phim thứ 2 sau anh Vũ Đức Hoành, tức là Tôn. Xin chào tất cả mọi người. Tôi xin nhắc lại một lần nữa, tên tôi là Diệp Huy. Điệp, D, I, E giống nặng và P là Điệp. Cảm ơn anh Hoành đã giới thiệu tôi. Thì tôi xin giới thiệu lại một lần nữa, tôi là một filmmaker làm việc tại Sun Media cũng đã được khoảng 3 năm nay rồi. Từ những ngày đầu anh Hoành dắt tay tôi vào, hai anh em không có gì, chết đói, hai thằng rất là nghèo, từng thiết bị phải đi thuê một, đến bây giờ có cái máy để ngồi đây quay với các bạn là một vấn đề rất là tuyệt vời. Không phải có một cái máy mà thậm chí là có hai cái máy và hai cái mic sẵn sàng luôn, và có thêm cả một người em út béo mọc đứng đằng sau những khuôn hình mà các bạn đang nhìn thấy ở đây. Rồi, ok, có rất nhiều sản phẩm gần đây thì hiện tại thì Huy đang làm chính, ví dụ như các sản phẩm các bạn có thể thấy ở trên là fanpage Kỷ Hiếu Quảng Ninh thì hầu hết là Huy đều lên ý tưởng và có mát một chút kịch bản của tôi và để làm và quay và đưa ra sản phẩm đấy đến cuối cùng. Thì có sản phẩm nào mà Huy thấy là tâm huyết nhất đi? Nếu mà để tâm huyết nhất thì tất cả các sản phẩm đều là tâm huyết của tôi bỏ ra. Đấy là những thứ mà tôi cảm thấy vô cùng tuyệt vời. Nhưng mà để có một sản phẩm ấn tượng nhất thì đó là gần đây nhất, một bộ về Harry Potter mà chúng tôi cùng anh Hoành đã lên kịch bản từ rất là lâu. Từ khi lớp các bạn đó nói là anh ơi em muốn làm về Harry Potter thì tôi và anh Hoành đã ngay lập tức đi xem lại 7 phần của Harry Potter và nghiên cứu tất cả những cái nội dung bên trong, như là các cái hiệu ứng họ làm như thế nào để cho ra cái sản phẩm. Và mới gần đây nhất là một cái teaser, mọi người thấy nó rất là khủng, và đấy là cái sản phẩm mà tôi phải mất rất nhiều thời gian để làm hiệu ứng đến 2 tuần. Và thực ra thì cái concept Harry Potter này khi bọn mình tìm hiểu thì có vẻ là tất cả các team khác đều làm nó rất ngắn và nó hơi ẩu. Vì theo cái quá quan điểm cá nhân của mình thì các team khác đều làm theo cái kiểu chỉ là một bộ kỷ yếu bình thường. Còn với mình thì đó không chỉ là một bộ kỷ yếu bình thường, đó là một đoạn phim cine. Tất cả những cái thứ mình làm ở trong đấy nó đều mang tính chất điện ảnh, chứ không chỉ đơn giản là những clip kỷ yếu bình thường nữa. Thì mình nghĩ là sau khi sản phẩm ra thì sẽ là một cái sản phẩm mà mình tâm đắc nhất trong năm nay. Sản phẩm đầu mùa thì bao giờ cũng có vẻ những sản phẩm mà tâm đắc nhất, rồi dần dần về sau chúng tôi có những ý tưởng khác, nhưng mà sẽ không có nhiều thời gian mà chuẩn bị nhiều hơn về kịch bản hay là các hiệu ứng khác. Nhưng mà không vấn đề gì vì chúng tôi đều là những chàng trai kỹ thuật. Đúng rồi. Ok, nói về giới trẻ, hôm nay chúng ta có một thời gian tiếp xúc với giới trẻ rất là hay. Đó cũng là một số dự án mà chúng tôi sẽ hướng tới, đó là hỗ trợ các bạn trẻ tài năng ở bên Cẩm Phả và Hạ Long. Thì rất mong sẽ được các bạn để tâm lưu ý đến Huy, Huy sẽ support cho hình ảnh các bạn tốt nhất. Và một lần nữa, còn bật mí các bạn, Huy là tay chống, tay guitar, tay chơi bóc cua với lại em út béo bỏng của tôi ngồi đằng sau mình kia. Ở chúng tôi tập bóc cua rất là nhiều. Chúng tôi có biên nhạc chú voi con. Ok. Và xin chào các bạn và hẹn gặp lại ở số tiếp theo. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe cũng như là chia sẻ, xem bọn mình chia sẻ về cái cộng đồng. Mình muốn nhấn mạnh một lần nữa là cộng đồng hướng trong năm tới, mục tiêu cuối cùng của chúng mình là phát triển cộng đồng trẻ ở Quảng Ninh. Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại ở số tiếp theo. Bye bye.